Hôm nay, ngày 15 tháng 5, năm 2023, lễ thánh Isidoro Nông Dân, USA. Thứ hai, tuần thứ sáu, phục sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Troa và đi thẳng đến Samothrace và hôm sau đến Neapoli. Rồi từ đó đi Philippi là thành thứ nhất vùng Macedonia và là xứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành đến bờ sông, chỗ người ta thường họp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó. Bây giờ có một bà tên là Lydia buôn vải gấm, quê ở Thyatira, có lòng thờ Chúa, cũng ngồi nghe. Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phao-lô giảng dạy. Sau khi chịu phép rửa tội làm một với gia đình, bà này xin rằng: "Nếu các ngài xét thấy tôi đã nên tín đồ của Chúa thì xin đến ngủ tại nhà tôi." Bà này ép chúng tôi: "Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Chúa yêu thương dân người, hay ca mừng Chúa một bài ca mới, hay vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì đấng tạo tác ban thân. Con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. Chúa yêu thương dân người, họ hãy hòa nhạc để người khen người, hãy hát mừng người với cây đàn cầm, với trống con. Bởi vì Chúa yêu thương dân người và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. Chúa yêu thương dân người, họ hãy hòa nhạc để người khen người, hãy hát mừng người với cây đàn cầm, với trống con. Bởi vì Chúa yêu thương dân người và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. Chúa yêu thương dân người, các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỷ trong những nơi khu phố, miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Đó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. Chúa yêu thương dân người. Alleluia, alleluia, Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ lọt các con ra khỏi hậu đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Làm chứng cho sự thật. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Báo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Gioan chương 15 câu 26 đến 57. Suy niệm: Mục tiêu tối hậu mà Chúa Giêsu được sai đến trần gian là để làm chứng cho sự thật. Gioan chương 18 câu 37. Vì thế, mọi nguồn lực được huy động cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu trọng yếu ấy. Trong đó, Chúa Thánh Thần là nguyên lý,
Còn các môn đệ là phương thế, đối tượng cần làm chứng là sự thật, hay nói cách khác là Chúa Kitô, vì Ngài là sự thật. Gioan chương 14 câu 6. Sự thật là chi? Phi-la-tô không hiểu. Gioan chương 18 câu 38. Và làm sao ông có thể hiểu nếu ông không đón nhận Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật? Vậy nên trong Chúa Kitô, người ta sẽ hiểu sự thật, và trong sự thật, người ta sẽ được giải thoát. Gioan chương 8 câu 32. Mời bạn, để làm chứng cho sự thật, không còn cách nào tốt hơn là để sự thật chi phối đời sống của mình. Nói như Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hoặc Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Luca chương 12 câu 12. Hay phải làm chứng như thế nào? Chia sẻ, Thánh Phaolô dạy, sống theo sự thật và trong tình bác ái. Đó có phải là cách làm chứng cho sự thật không? Sống lời Chúa để lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Bạn dành thời gian trong ngày ít là 5 phút để suy niệm lời Chúa. Cầu nguyện là Chúa Kitô là hình ảnh trung thực về Chúa Cha. Xin nhớ lại trong con, để qua các việc con làm chứng cho sự thật để mọi người nhận ra sự thật là chính Chúa. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Ta không kết án con. Tại nhà thờ chính tòa Wurzburg, trong miền Bavaria, Tây Đức, có một tượng thánh giá rất nổi tiếng được chạm trổ vào khoảng thế kỷ thứ 14. Trên những tượng thánh giá thông thường, đôi tay Chúa Giêsu dang ra và bị đóng vào gỗ giá. Riêng đôi tay của Chúa Giêsu trên tượng thánh giá tại nhà thờ chính tòa Wurzburg thì khác hẳn. Thay vì bị giăng ra và bị đóng vào gỗ giá, hai cánh tay của Chúa lại khoanh trước trái tim như thể đang ôm vào lòng một người nào đó. Người dân địa phương truyền tụng rằng trong cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Tin Lành và Công giáo vào giữa thế kỷ thứ 17, một người lính chống Công giáo đã vào nhà thờ này, nhìn thấy trên đầu Thiên Chúa có một triều thiên bằng vàng. Anh sinh lòng tham, bắc thang leo lên để đánh cắp. Khi anh vừa đưa tay tháo gỡ triều thiên, thì đầu cánh tay của Chúa Giêsu bỗng được tháo gỡ. Chúa Giêsu giang tay ôm trọn lấy anh vào lòng. Với tất cả triều mến, người lính chết lịm trong vòng tay âu yếm của Chúa Giêsu. Người ta tìm thấy xác của anh dưới chân thánh giá. Kể từ ngày đó, hai cánh tay của Chúa Giêsu không còn giang ra và bị đóng vào lỗ đinh nữa, nhưng được khoanh trước trái tim trong tư thế đang ôm chầm lấy một người nào đó. Du khách nhìn lên thập giá đều có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình và nghe có tiếng thì thầm, ta không hề kết án con. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đó là chân lý cơ bản nhất trong Kitô giáo. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập giá, đó là ngôn ngữ qua đó muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi sẵn sàng để cho người con một của Ngài chết thay cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người. Điều đó không có nghĩa là Ngài yêu thương con người một cách trừu tượng, yêu thương con người như một đám đông hay như một con số. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu cá biệt. Nghĩa là mỗi người chúng ta đối với Ngài như thể là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này. Mỗi người là một lịch sử, mỗi người chiếm trọn tình yêu của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tôi, nghĩa là Ngài chỉ muốn điều thiện cho tôi. Điều thiện ấy có thể vượt khỏi tri tính đo lường của tôi. Do đó, cho dẫu có gặp trăm nghìn đớn đau, vất vả, chúng ta cũng hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương tôi đến độ làm mọi cách để cho mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho tôi. Một cơn bệnh, một sự thất bại, một cái chết, một sự mất mát và ngay cả tội lỗi, tất cả đều là những cơ may để Ngài ban cho tôi một ân phúc cao cỡ hơn. Bài trích lệ sống.